lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn có phải chỉ một ác ma thấy các đại bồ tát đối với tất cả pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nên rất lo buồn đau khổ như chúng tên độc hay là tất cả ác ma khắp thế giới tam thiên đại thiên thấy các đại bồ tát đối với tất cả pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nên rất lo buồn đau khổ như chúng tên độc phật dạy này thiện hiện tất cả ác ma khắp thế giới tam thiên đại thiên thấy các đại bồ tát đối với tất cả pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa nên rất lo buồn đau khổ như chúng tên độc ngay nơi chỗ ở của mình chẳng thấy an ổn thiện hiện nên biết các đại bồ tát nên thường an trụ hạnh an trụ tối thắng của bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu đại bồ tát thường an trụ hạnh an trụ tối thắng thắng của bát nhã ba la mật đa sâu xa thì trời người a tố lạc vân vân trong thế gian có dình tìm khuyết điểm của vị ấy không thể có được cũng lại chẳng khiến cho lo buồn vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì phải siêng năng an trụ hạnh an trụ tối thắng của bát nhã ba la mật đa sâu xa lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát có khả năng an trụ vững chắc hạnh an trụ tối thắng của bát nhã ba la mật đa sâu xa thì có khả năng tu đầy đủ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tích lự bát nhã ba la mật đa nếu đại bồ tát có khả năng tu hành chân chính bát nhã ba la mật đa sâu xa thì có khả năng tu đầy đủ tất cả ba la mật đa lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát có khả năng tu hành chân chính bát nhã ba la mật đa sâu xa thì có khả năng tu đầy đủ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa phật bảo thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không điên đảo, dùng tâm trí nhất thiết trí mà tu bố thí, lại đem công đức bố thí ấy cho tất cả hữu tình đều có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tội, thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát có khả năng tu hành chân chính, bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại có đủ khả năng tu đầy đủ bố thí ba la mật đa nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không điên đảo dùng tâm trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới lại đem công đức tịnh giới ấy cho tất cả hữu tình đều có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì này thiện hiện đó là đại bồ tát có khả năng tu hành chân chính bát nhã ba la mật đa sâu xa lại có đủ khả năng tu đầy đủ tịnh giới ba la mật đa